12 là ngày sinh nhật của bà Minh Quân. Mẹ của bà Minh Quân nhờ cô Yến tổ chức sinh nhật và mời các bạn cùng chung vui sinh nhật với bà Minh Quân. Bây giờ mình sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật chúc cho bà Minh Quân nhé. Chuẩn bị hát nào. 1, 2, 3. Gửi lời chúc mừng sinh nhật Minh Quân không nào? Trời ơi, giơ tay nhiều thế thì làm sao? Rồi, đại diện Gấu, mời Gấu đại diện cho lớp chúc mừng sinh nhật Minh Quân đi. Thì xem, tuổi mới chúc cho con có thật là nhiều sức khỏe, luôn là con ngoan, trò giỏi và thông minh. Ok. Rồi, tới lượt bạn nào nữa? Tên Rồi, Gia Hân trước đi. Mấy em nhỏ cũng muốn chúc cho anh Minh Quân đây. Rồi cô Yến mời em Ruby chúc cho Minh Quân nào. Chúc bạn Minh Quân học giỏi, chăm lo sức khỏe. Rồi cảm ơn em Ruby. Vỗ tay. Rồi Gia Huy. Gia Huy cho anh Minh Quân cái gì nào? Quý nãy là cái phần của con không quý? À, em Gia Huy chúc Minh Quân học giỏi và luôn luôn tập trung vào học, đúng không các bạn? Quá đúng. Rồi, vỗ tay cho em Gia Huy nào. Rồi, bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất. Xin mời bà Minh Quân ước đi nào. Ok. Rồi, mời bà Minh Quân thổi nến nào. Mời bà Minh Quân hát cánh đi thôi. Tương cà đó là tương cà đó. Và món ngon của vị. Là
Đây là một nắng chim râu nè, hỏi là em có ăn được không? Đây, chú xì đây nè. Ngon không? Bây giờ tạm thời thì mình sẽ dừng lại để ăn. Ăn xong chút xíu nữa mình sẽ chơi trò chơi nha. Yeah. Được không? Ok rồi. Ok. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Con chuột rớt, con chuột rớt. Lần thứ nhất là hai đội cùng rớt tại một điểm, là đội bên này rớt tại bạn Ruby và đội bên này là rớt tại bạn Huy, là bằng nhau cho nên đều. Bây giờ mình sẽ chơi lại nha. Yeah. Lần thứ hai, chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Oh, no. Rớt rồi, đội bên này được một cái là thắng, đội bên này được cái là rồi im lặng nghe cô Yến nói này. Đội của Gấu rớt tại Sĩ Kiệt, nhưng đội của Minh Quân với đội của Gia Hân rớt tại đâu? Rớt tại vòng đầu tiên luôn. Rớt tại vòng đầu tiên luôn. Rồi thì đội nào thắng? Đội này. Yeah, yeah, yeah. Rồi đội thắng cuộc đâu? Tay đâu là tay đâu? Đội thua cuộc bỏ tay xuống. Đội thắng cuộc đâu? Tay đâu là tay đâu? Cô Yến xin mời đội thắng cuộc lấy cái tay quẹt vô trong bánh kem đi nào. Quẹt vô. Quẹt vô. Rồi, 1, 2, 3 quẹt đi nào. Ngon không Minh Quân? Quá ngon. Ngon rồi. Nhớ 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 ngon lại 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 lại.
Rồi cô Yến xin mời bạn Minh Quân bắt đầu trò chơi đi nào. Hòa Minh cá. Cá lóc rồi đếm coi
bạn khác liên lệ lên. 1 2 Chị biết tại mẹ vừa mới nói xong quên. Chị biết cụt nói luôn rồi quên. Đây sự kiện bị quên hết rồi. Rồi thôi, trò chơi này tới đây là được rồi, ok. Rồi bây giờ bạn nào muốn ăn thì mình ăn tiếp lần nữa, lát nữa mình sẽ chơi một trò chơi nữa. Rồi ăn đi. Nhưng con muốn đi rửa tay trước khi ăn. Rồi rửa tay đi. Cảm ơn bạn Minh Quân đã cho các bạn một bữa tiệc sinh nhật rất là vui. Vừa được ăn ngon nè, chơi vui nè, đúng không các bạn? No bụng chưa? No bụng rồi thì tạm biệt video thôi đi nào.